Hello, xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đến với lại video tiếp theo của Team HTD Research mà mình là Minh Tiến. Và như các bạn có thể thấy thì ở thời điểm hiện tại gần như là chúng ta đang chứng kiến cái thời khắc lịch sử của BTC khi mà chúng ta thấy BTC ngày hôm nay đã có những lúc lên tới cái vùng giá đó là 65.600 USD các bạn ạ. Thì các bạn thấy là chỉ còn khoảng là vài phần trăm nữa thôi là chúng ta đã chứng kiến BTC sẽ chạm được cái đỉnh cao nhất, cái ôn tham hai cao nhất trong lịch sử À, từ trước đến giờ BTC đó là cái vùng giá 69.000 có được vào năm 2021 ở à, đến thời điểm hiện tại thì cái thông tin liên quan đến Bitcoin ETF Spot nó vẫn đang bao phủ thị trường. Cụ thể thì nếu như mà các bạn cập nhật thông tin thì ở trong à, ngày hôm nay đúng không các bạn? Chúng ta đã có một số những cái thông tin liên quan tới cái dòng vốn vào à, thị trường à, crypto này. Và theo như cái báo cáo được cung cấp bởi Coi xe thì các bạn thấy là À, cái dòng vốn chảy vào thị trường crypto này nó có một cái sự gia tăng đột biến, các bạn thấy cái con số lên tới là 1,84 tỷ USD. Đây là một con số thực sự lớn các bạn ạ. Và với cái con số này nó đã đánh dấu cái dòng vốn vào hàng tuần lớn thứ hai được ghi nhận. Và tính đến thời điểm hiện tại các bạn ạ. Có một cái điều đáng chú ý đó là đi cùng với lại cái sự gia tăng của dòng vốn vào lên tới cái mức đó là 1,84 tỷ USD này thì cái khối lượng giao dịch nó cũng phá kỷ lục, nó vượt cái mức đó là 30 tỷ USD trong tuần. Đây là những con số thực sự khá là khủng khiếp đúng không các bạn. Ở trong đó thì các bạn thấy Bitcoin vẫn là đồng tiền điện tử chiếm cái ưu thế đúng không các bạn, tức là chiếm hoặc chiếm cái dòng vốn vào nhiều nhất tính đến thời điểm hiện tại các bạn thấy là chiếm tới 94% trong tổng số đó là 1,73 tỷ USD. Ngoài ra thì các bạn thấy có Ethereum thì cũng chứng kiến cái sự gia tăng khá là đáng kể với cái dòng vốn vào nó lên tới tổng cộng là 85 triệu USD. À, cao nhất kể từ giữa tháng 7 của năm 2022. Và theo như cái báo cáo này nó còn nhấn mạnh rằng là quốc gia Hoa Kỳ ở thời điểm hiện tại vẫn là quốc gia đang à, cho thấy cái dòng vốn chảy vào thị trường crypto này vẫn đang giữ chủ đạo các bạn ạ. Các bạn thấy được rằng là cái à, cái vốn vào ròng ấy thì nó lên tới cái mức đó là 1,88 tỷ USD. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn chứng kiến cái dòng vốn chảy ra từ Roycle các bạn ạ. Thì các bạn thấy được rằng là cái dòng vốn mà chảy ra từ đôi kêu đúng không bạn từ quỹ bi Bitcoin ETF spot của nó thì nó vào khoảng tầm là 1,46 tỷ nhưng mà cái điều này cũng không đáng lo ngại đâu các bạn ạ bởi vì sao các bạn bởi vì chúng ta thấy rằng là có 9 quỹ đúng không bạn 9 quỹ Bitcoin ETF spot ở thời điểm hiện tại ấy, thì đang cho thấy cái dòng vốn vào nó tổng cộng lên tới mức đó là 3,2 tỷ USD rồi như vậy là chúng ta vẫn đang chứng kiến cái dòng vốn vào dương ở thời điểm hiện tại và với những cái thông tin thực sự khá là tích cực như này thì các bạn thấy được rằng là À, mới chỉ thứ hai đầu tuần ngày hôm nay thôi thì đã thúc đẩy cho BTC đã có một sự tăng trưởng thực sự khá là ấn tượng đó. thì các bạn thấy là nếu như mà chúng ta nhìn trên tràn giá của BTC thì ở trong ngày hôm nay đã có những lúc lên tới cái vùng giá đó là 65.600 USD. liệu rằng là BTC có phá được cái mức đỉnh 69.000 hay không? Uh, OK thì uh, với cái việc mà BTC có cái sự tăng trưởng như vậy ấy, thì uh, trong ngày hôm nay chúng ta cũng ghi nhận cổ phiếu của một số những đơn vị đang cũng cũng đang uh, được quan tâm và cũng đang có sự tăng trưởng. Đương nhiên uh, đây là những cái đơn vị mà có sự ảnh hưởng đến thị trường crypto này. Đầu tiên là chúng ta chứng kiến cái cổ phiếu của Coinbase ấy, thì các bạn thấy được rằng là đã tăng là 6,57%. Đó thì uh, uh, hay là cổ phiếu của Mike My, uh, Michael uh, ấy thì các bạn thấy được rằng là À, cũng có sự tăng trưởng à, lên tới khoảng là 8,58 hay là các bạn thấy là có IC Bitcoin chốt này của Breaklock thì cũng ghi nhận cái mức tăng trưởng đó là 3,42 phần hay là cổ phiếu của Robinhood thì cũng tăng khoảng là 1,93 phần trăm và trước khi tiếp tục cái chủ đề video ngày hôm nay, bạn nào mà có xem được video của team HTD Search rất mong các bạn có thể dành tặng cho team một nút like. À, các bạn có thể nhấn một nút đăng ký kênh cũng như là nhấn một nút quả chuông để có thể nhận được thông báo khi mà team đăng tải những video mới nhất các bạn nhé. Và cũng trên kênh HTD Research team này vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần thì team sẽ tổ chức clip trực tiếp để có thể là giao lưu cùng với lại tất cả mọi người. Cũng như là có thể nói về tiềm năng của những cái nền tảng, những dự án, những cái trend sắp tới để các bạn có thể tham khảo các bạn nhé và để có thể nhận thêm nhiều những ưu đãi như là giảm phí giao dịch chọn đời lên tới là 20% này thì các bạn có thể là đăng ký tài khoản các sàn giao dịch thông qua À, cái đường link mà team đã để ở một dưới mỗi video các bạn nha và đây cũng là cách để các bạn có thể là ủng hộ team à, để có thể có nhiều thêm những cái động lực để có thể ra những video hữu ích hơn ok chúng ta trở lại cái chủ đề video ngày hôm nay thôi trở lại chặt giá của btc thì như các bạn có thể thấy với việc mà btc giữ được ở cái vùng giá 6x và thời điểm hiện tại thì đã tăng trưởng lên tới vùng giá 65.000 thì chúng ta đã chứng kiến một khoảng thời gian dài đúng không các bạn btc liên tục nằm ở trong vùng quá mua của thị trường cụ thể thì như các bạn có thể thấy tính đến thời điểm hiện tại thì đã khoảng thời gian gì ạ đã có khoảng thời gian gần một tháng rồi btc nằm trong vùng quá mua nếu như các bạn zoom out ra ấy, thì các bạn thấy là với cái mức tăng trưởng mạnh mẽ của btc tính đến thời điểm hiện tại thì nó khá là giống với lại cái khoảng thời gian khi mà thị trường ta tăng trưởng phi mã từ năm 2020 các bạn cụ thể là từ tháng 8 tháng 9 năm 2020 cho tới tận tháng 5 của năm 2021 tăng trưởng liên tục đúng không các bạn các bạn thấy không tăng trưởng cũng khá là nhanh, khá là mạnh và cái đỉnh ở trong cái khoảng thời gian à, đó chính là tháng 5 của năm 2021. Các bạn thấy là à, đây, à, tháng 4 tháng 5 của năm 2021 thì các bạn thấy đã có cái cây nến lên tới cái vùng giá đó là 64.800, sau đó thì các bạn thấy được rằng là có một pha à, điều chỉnh cũng khá là mạnh cụ thể thì nếu như mà các bạn kéo từ cái đỉnh mà có được vào khoảng thời gian tháng 4 tháng 5 ấy thì cho tới cái đáy mà có được vào khoảng thời gian đó là tháng 7 của năm 2021 thì đã điều chỉnh tới là 54 phần một cú gọi là uh, điều chỉnh thực sự khá là mạnh sau một cái pha tăng trưởng dài có nhờ các bạn thấy không sau cái pha tăng trưởng rất là mạnh đúng không các bạn mạnh bạo luôn và tăng trưởng khá là nhanh thì tính đến thời điểm hiện tại chúng ta không biết được rằng là liệu thị trường của ta hay là BTC có một cú điều chỉnh mạnh giống như ở khoảng thời gian mà tháng tư tháng 5 của năm 2021 sau đó mới có cái sự tăng trưởng quay trở lại và đạt cái vùng giá 69.000 hay không nhưng khả năng là BTC cập bến 69.000 ở trong khoảng thời gian tháng 3 này cũng khá là cao đúng không các bạn khá là cao là có khả năng là cập bến 69.000 cá nhân mình thì vẫn sẽ kỳ vọng đến khi mà nó cập bến 69.000 thì đương nhiên các bạn sẽ thấy có một cú giật sâu cũng rất là căng đúng không các bạn hoặc là à uh, sai ở vùng giá này hoặc là tăng trưởng vùng giá này sau đó thì các bạn thấy giữ được vùng giá này một khoảng thời gian sau đó thì điều chỉnh khoảng tầm là gì ạ? 30 đến 40% chẳng hạn đúng không? Uh, hoặc là có thể điều chỉnh ngắn hơn khoảng tầm là 20 đến 30% thì khi đó nó về khoảng tầm bao nhiêu các bạn? Khi đó nó về lại cái vùng giá 5x hoặc là thấp hơn sẽ về khoảng vùng giá 4x chẳng hạn đúng không các bạn? Thì uh, đến lúc đó nó bắt đầu tăng trưởng mà uh, uh, quay trở lại bền vững hơn thì nó sẽ uh, tốt hơn đúng không các bạn? Còn nhưng mà chúng ta vẫn chưa biết được bởi vì sao? Bởi vì là thời điểm hiện tại những cái quỹ bitcoin Adam, spot vẫn đang làm mưa làm gió trên thị trường thời điểm hiện tại chứng kiến cái dòng vốn chảy vào liên tục à chúng ta không biết là đến thời điểm nào thì à, cái dòng vốn đấy nó mới có cái sự trứng lại nhưng mà tính đến thời điểm hiện tại chúng ta vẫn đang chứng kiến cái thời khắc lịch sử đó là btc lại tiếp tục quay trở lại cái đỉnh cao nhất mà nó có được trong lịch sử từ trước đến giờ luôn các bạn ạ chứ không phải là à, nó ở trong đó ở cái đỉnh đó một khoảng thời gian dài hay là liên tục quay lại test cái đỉnh đó giống như những cái vùng giá thấp hơn ở phía dưới này À, các bạn thấy là ở trong lịch sử tồn tại hơn 10, hơn 10 năm của BTC đúng không các bạn thì cái vùng giá 69.000 nó tồn tại trong vòng bao lâu các bạn nó tồn tại chỉ trong vòng có có gì ạ có một ngày thôi các bạn ạ. một ngày thôi sau đó thì các bạn thấy được rằng là nó đã gì ạ nó đã quay trở xuống và nó đã bước vào cái xu hướng điều chỉnh suốt cho tới tận là hết năm 2022 và đầu năm 2023 thì mới có sự tăng trưởng phải trở lại thời điểm hiện tại khi mà các bạn nhìn vào cái biểu đồ Bitcoin cycle master À, nếu như chúng ta bỏ qua Bitcoin ETF spot đúng không các bạn, chúng ta nhìn vào quá khứ hay là chúng ta à, nhìn vào thời điểm hiện tại, chúng ta nhìn trực diện vào Bitcoin thời điểm hiện tại thì các bạn thấy cái cái đường màu đen đây nó thể hiện cho chặt giá của BTC và như các bạn thấy là tính từ năm 2015 đúng không các bạn, cụ thể là 2014 cho đến thời điểm hiện tại thì các bạn thấy là À, khi mà BTC đang ở trong giai đoạn sideways tích lũy mà lên trên và chạm được cái đường phi ma kịt chính là cái đường mà màu tím giải màu tím ở đây này sau đó các bạn thấy là vượt trên đó một khoảng thời gian sau đó thì các bạn thấy rằng đều có cái pha reset đi xuống cái dòng đường, đường màu tím sau đó thì mới có cái sự tăng trưởng quay trở lại hay là các bạn thấy là năm 2020 đúng không bạn 2019 năm 2020 chúng ta chứng kiến À, cái chạt uh, giá BTC đã vượt qua được cái đường phim ma này sau một khoảng đúng không ạ sau đó thì các bạn thấy đang có Parity test đi xuống uh, và gần như là chạm vào đường màu xanh phía dưới này thì sau đó mới gì ạ mới bắt đầu bước vào cái tăng trưởng bền vững thì uh, đến thời điểm hiện tại các bạn thấy là chạt giá BTC đã vượt qua đường uh, màu tím này rồi và cũng vượt một khoảng thời gian rồi thì chúng ta sẽ chờ trong tương lai liệu rằng nó có uh, giống như là trong lịch sử hay không tính đến thời điểm hiện tại thì đương nhiên các bạn thấy là trong lịch sử 2017 ấy, ở thời điểm đó cái dòng tiền của các bạn nó chưa thực sự đổ chưa thực sự gọi là đủ lớn đủ mạnh đúng không các bạn cái số lượng mà những quỹ đầu tư những tổ chức hay quốc gia chính phủ quan tâm tới Bitcoin ở thời điểm đó nó không thực sự lớn giống như ở thời điểm hiện tại đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì các bạn thấy là cái dòng tiền ở thời điểm hiện tại nó đang cho thấy cái sức mạnh của nó đúng không ạ? Khi mà những quỹ đầu tư lớn, những gọi là những đơn vị, những tổ chức mà quản lý những khối lượng tài sản thực sự lớn lên tới hàng chục nghìn tỷ nhảy vào thị trường crypto này thì thị trường nó có sự tăng trưởng khủng khiếp như thế nào khi mà các bạn nhìn vào phần trăm vốn hóa của btc thì các bạn thấy rằng trong hai ngày hôm nay thì chúng ta lại thấy phần trăm vốn hóa của btc đã có sự hồi quay trở lại khi mà chúng ta thấy nó chạm vào đường bolingbe ở giữa à, trong, các bạn thấy rằng là trong một hai ngày trở lại đây thì chúng ta lại thấy là những cái đồng an coi hoặc là những cái đồng coi nền tảng thì chưa có sự tăng trưởng mạnh mẽ cho lắm và tập trung chủ yếu trong vòng hai ba ngày trở lại đây đó là cái sự tăng trưởng của me me à, có lẽ là chúng ta sẽ chờ đợi à, xem là những cái đồng an coi hoặc là những cái đồng coi nền tảng liệu rằng nó có được chú trọng và được đẩy trong khoảng thời gian sắp tới hay không như mình cũng đã nói trong những video trước mình vẫn sẽ kỳ vọng là thị trường ta nó sẽ có cái sự tăng trưởng bền vững trong cái khoảng thời gian đó là hết tháng 3 này đúng không các bạn chuyển sang để cập nhật thêm một chút liên quan tới dữ liệu on trên của btc thì như các bạn đã thấy ở trong khoảng thời gian đó chính là ngày À mùng 1 tháng 3 của năm 2024 này mới đầu tháng thôi chúng ta đã chứng kiến cái số lượng BTC được rút ra khỏi các sàn giao dịch lên tới là 19 938 mà BTC các bạn ạ. Đây là một con số thực sự lớn ở trong cái khoảng thời gian gọi là mỗi đầu tháng 3 thôi thì chúng ta đã chứng kiến cái số lượng rút ra thực sự lớn rồi. Đương nhiên là trong 2 3 ngày trở lại đây thì chúng ta đã chứng kiến cái số lượng nạp vào nhưng nó không đáng kể gì so với lại cái số lượng rút ra thời điểm hiện tại. À, với cái số lượng lớn như này thì nó đang cho thấy cái xu hướng tích lũy ở thời điểm hiện tại nó vẫn đang khá là lớn các bạn ạ. cái nhu cầu mà mua BTC ở thời điểm hiện tại thì nó đang vẫn khá khá là cao Ok các bạn thì video của mình xin phép được kết thúc tại đây bạn nào mà có xem được video của team HT Resort thì rất mong các bạn có thể nhấn dành tặng cho team một nút like video các bạn có thể nhấn một nút đăng ký kênh cũng như là nhấn một nút của chuông thông báo để ủng hộ cho team HT Resort các bạn nhé còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn xin chào